Hello cô. Hello, cô đây. Hello cô Are đây. Anh. ready? Thả sẵn sàng chưa Sàng chưa con? Chào. Rồi, ok ha. Rồi mình bắt đầu nghe nha. Which girl is Anna? She's on the left. Thảo ơi, có lớn quá không con hay là nhỏ quá không? Dạ Vừa vừa vừa. ha. Rồi ok bắt đầu ha. Dạ. Which girl is Anna? She's on the left and she's wearing a pink dress. Has she got brown hair? Yes, that's right. Can you see the line? This is an example. Now you listen and draw lines. Is Anna talking to Emma? No. Emma's standing near the wall. She's crying. Why is she crying? I don't know. And where's Richard? Look, he's playing a game. He's waving a bat in the air. Oh, he's ready to hit the ball. Yes. Where's Helen? I can't see her. There she is. She's holding some flowers. Is she the girl wearing a green dress? Yes, that's her. Is Jane holding flowers too? No, not now. She's standing under a tree and she is holding a bag. I see her in the blue shoes. Right. Who's the boy near Helen? The one who is wearing a black hat. No, I mean the boy next to him in the red shirt. Oh, that's Bill. Now listen to part one again. Is Anna talking to Emma? No. Emma's standing near the wall. She's crying. Why is she crying? I don't know. And where's Richard? Look, he's playing a game. He's waving a bat in the air. Oh, he's ready to hit the ball. Yes. Where's Helen? I can't see her. There she is. She's holding some flowers. Is she the girl wearing a green dress? Yes, that's her. Is Jane holding flowers too? No. Not now. She's standing under a tree and she is holding a bag. I see her in the blue shoes. Right. Who's the boy near Helen? The one who is wearing a black hat. No, I mean the boy next to him in the red shirt. Oh, that's Bill. That is the end of part one. Right. Yeah. Đó là part number one rồi ha. Đây là câu trả lời của Thảo đúng không con? Do you want to change your answer? No. Rồi, đây là đáp án cuối cùng của Thảo ha. Ok, ok. Rồi, chuyển qua task number two cho cô nha. Number two là mình điền vào cái blank ha. Điền vào chỗ trống cho cô nè. Rồi, mình sẽ nghe và điền những thông tin vào chỗ trống. Cô nói nhỏ nha cô. Hello. Hello. Okay, nghe rõ không? Rồi. So we also listen to time. Mình cũng nghe hai lần cho cô ha. Ở đây mình có number 1 là tuổi và number 2 là công việc. Số 3 là we work for. À đây là cho cái gì? Number 4 là thời gian và cuối cùng number 5 là một cái địa điểm nào đó anh ấy thích đi đó nè. Rồi. The first time, nghe lần đầu ha. Sau khi nghe lần đầu xong, nó sẽ chuyển qua lần thứ hai luôn. Đợi con đúng không? Rồi, cô đợi đây.
Cô đây. Are you ready? Are you ready? Yeah, I'm ready. Rồi, mình cũng nghe hai lần liên tục với nghe Thảo. Rồi, bắt đầu. Part 2. Listen and look. Sao Thảo? Sao con? Xóa cái đường dạng lên đó con. À, cô xóa rồi đó Thảo, cô xóa rồi. Con có thấy chưa? Rồi, ok ha. There is one example. Hello, this is Mountain Village Radio. And on today's program, a man will tell us about his job. Now, first tell us your name, please. It's Robert. I spell it R-O-B-E-R-T. Can you see the answer? Now you listen and write. And how old are you, Robert? I'm 27. Okay, you have a very interesting job, Robert. Yes, I do. I'm a pilot, and I fly planes round the world. Great! And what business do you work for? Pyramid Air. How many days do you work each month? Well, I usually work about 20 days each month. I'm sure you see a lot of interesting places and people. Yes, and I make a lot of money too. What do you like most about your job? I like visiting interesting places. That's excellent. It was great to have you on our program. Rồi, the second time, lần thứ hai. Now listen to part two again. And how old are you, Robert? I'm 27. Okay, you have a very interesting job, Robert. Yes, I do. I'm a pilot. And I fly planes round the world. Great! And what business do you work for? Pyramid Air. How many days do you work each month? Well, I usually work about 20 days each month. I'm sure you see a lot of interesting places and people. Yes, and I make a lot of money too. What do you like most about your job? I like visiting interesting places. That's excellent. It was great to have you on our program. Rồi, ok. Đáp án của Thảo đây đúng không? End of part two. Chữ pilot ha. Thảo đánh gần lại cho cô chữ pilot được không? Pilot. Ở đây, con viết lại cho cô xem. Ở đây cô không thấy rõ nét lắm. Pilot, viết như thế nào? How to write the word pilot. Thảo ơi. P-I-L-O-T. Ok, P I L O T. Rồi, ok, đây là đáp án của Thảo ha. Rồi, tiếp tục mình tới phần reading và writing nha ta. Rồi, trong phần này thì tương tự như những bài kiểm tra trước là mình sẽ nhìn. Rồi, mình nhìn cái đoạn văn, sau đó mình trả lời những câu hỏi ha. Rồi, bắt đầu. Task number 3. Oliver is talking to his granddad. Oliver is asking his granddad some question about his village. Write a letter from A to X for its answer. You don't need to use all the letters. There's one example. Rồi. Đây là câu A và câu H ha. Mình sẽ chọn những cái đáp án này và mình điền vào từ câu số 1 cho câu số 5 để hoàn thành các phần đối thoại Oliver và Granddad. Ơi cô đây. Cô. Hello cô đây. I'm here. Không thấy màn hình hả Thảo? Cô thấy được cho cô. Rồi thấy được rồi ha. Rồi không, ok. Không cô xem cô nó cứ bị. Cô xem một xanh đó cô. À cô xóa rồi hả Thảo? Cô xóa rồi. Nhưng mà nó vẫn còn màu xanh trong máy con này, đợi một chút xíu đi. Có thể là cái mạng nó bị chậm á.
Con để chút xíu nó sẽ mất cái màu xanh rồi. Hết chưa? Chưa ha. Rồi để coi chút để cô thử tắt bắt lại. Rồi bây giờ như thế nào rồi? Có thấy chưa? Rồi ok. Vì bắt đầu đọc và làm cho cô cái bài tập này ha. The people in the village walk on. Echo. Echo. X đúng không con? X đúng không? X. Rồi, ok, tiếp tục đi Thảo. Hát cái cô và một con hát cái cô hả cô? Rồi, tiếp tục đi con number 2. Hey, cô. A. Rồi, number 3. Rồi, vậy number 1 là gì Thảo? Chắc câu C với cô. C, rồi. Number 4 and number 5. Number 4 and D. Number 4, D. And number 5. B. Right. Are you sure with all the answer? Rồi, Thảo có muốn thay đổi không? Hay là giữ như cái đáp án này? C-A-S-D-D. Rồi, không đổi ha. Ok. Rồi, tiếp tục. Mình tới cái bài tập tiếp theo ha. Bài tập này thì look at the picture. Look at the picture and read the story. Mình sẽ nhìn tranh và sau đó đọc một cái câu chuyện. Sau đó Thảo viết 1, 2, 3 và tối đa là 4 từ để điền vào cho cô những cái chỗ trống của cái câu chuyện này ha. Câu chuyện này là The Children News Program, chương trình TV dành cho trẻ em. Rồi, đây là câu chuyện của mình. So I will give you 2 minutes to read the story. Thảo sẽ có 2 phút để đọc câu chuyện này cho cô ha. 2 minutes start, 2 phút bắt đầu.
Thảo ơi, con đọc xong chưa con? Have you finished? Finish. Thảo ơi, con đọc xong chưa con? Rồi, ok ha. Tôi chỉ vào phần câu hỏi nha. Đây, câu hỏi của mình đây. Rồi, bắt đầu từ câu số 1 ha. Charlie and Mary use Mary. Tìm thông tin ở trên và điền vào cái gì của Mary ha. Mary's video camera. Video camera, gọi cho cô là nó nằm ở dòng thứ mấy nè, dẫn chứng nằm ở dòng thứ mấy? Nằm dòng số 1, 2, 3. 3, cô dòng số 3 mà chữ Mary, she said, let's use your video camera. Rồi, video camera là câu trả lời của Thảo ha. Tiếp theo là number 2. The artist so fed a picture. The fifth floor. Chỗ này là con gạt cho anh. Rồi, the fifth floor. Đây ha. Rồi, number 2 đáp án là the fifth floor. Number 3. Number 3 là Mary leave me a Number 3, nói về mechanic. Mechanic. Ủa, sao như bài này không có mechanic? Mechanic ở dòng thứ 5 đó Thảo. Could you see the word mechanic? Con thấy chữ đấy chưa? Line number 5. New car, cô. New car. Là đáp án của Thảo. Number 3. Number 4. Video. Video là Thảo điền về chữ video đúng không con? Video. Rồi, ok. Rồi, tiếp theo. 5, 6 và 7 ha. Number 5. Hello, hello Thảo. Thảo. Hello cô. Rồi, question number 5 cơ. Số 5. Thank you.
Chicken and rice, sao cô? Chicken and rice. Rồi, đây đáp án của Thảo ha. Chicken and rice. Rồi, tiếp tục đi con. Number 6. Mr. Rainbow là đáp án của number 6 và number 7. Play the guitar. Rồi, ok. Tiếp theo, mình tới phần speaking rồi ha. Rồi, bài tập quen thuộc. Look at the picture and describe differences. Tìm điểm khác nhau giữa hai bức tranh. So, I will call this picture number one. And here's a picture number two. Right, okay. Picture number one, the umbrella is open. But in picture number two, the umbrella is closed. In picture number one, there are three white ducks. But in picture number two, there are four yellow. In picture number one, there are four white birds. But in picture number two, there are four brown birds. In picture number one, there are two monkeys in the tree. But in picture number on the two, on the tree. Hả cô? Number two, there are two monkeys under the tree. Right, continue. Picture number one, there are two parrots. But in picture number two, there are two butterflies. In picture number one, the boy has a leaf on his head. But in picture number two, the boy has nothing in his head. In picture number one, the boy has a bag. But in picture number two, the boy don't have any. He's not have a bag. In picture number one, the boy, the man is wearing a red short, but in picture number two, the man is wearing a white short. In picture number one, on the car, the window or the door is open, but in picture number two, the door is closed. In picture number one, the dog is playing with a man. But in picture number two, the dog is sit down. In picture number one, the girl has a phone. But in picture number two, the girl is taking a camera, taking photo. Hết rồi cô. Rồi hết rồi ha. The girl has a sport dress, but in picture number two, the girl has a striped dress. Xong rồi cô. Rồi, hết rồi ha. Are you sure? Nhìn kỹ cho cô nghĩ là vẫn còn đó. Chỗ nào cô? Cô thấy vẫn còn. Mọi người nhìn thấy chưa? Cô nhìn kỹ lại xem. A pocket of the girl is carrying a frog, but in picture two is carrying a man. Hết rồi cô. Vẫn còn hết hả? Look at the banana tree. In picture number one, there are four trees. But in picture number two, there are five trees. Finish. Right, okay. Tiếp tục ha. Right. Part tiếp theo là telling the story ha. Đây là câu chuyện về nhân vật Charlie. Bức tranh đầu tiên đã có một cái ví dụ cho mình rồi.
Charlie is in the garden with his mother. He is eating some food and his mother is reading a book. Rồi, bắt đầu từ picture number 2. From picture number 2, number 3, number 4, and number 5. Rồi, Thảo Liên có cho cô hàng một câu chuyện. Next. Ở đâu cô? Thảo cần thời gian chuẩn bị không cô? Đúng không cô? Đúng rồi, Thảo cần thời gian liên kết lại không? Hả cô? Dạ không cần. Không cần thời gian để chuẩn bị không? Không cần ha. Rồi bắt đầu. Vậy thì dạ, Thảo không? Nhớ nói lại bức tranh thứ nhất cho cô luôn, rồi con dùng từ đó để chỉ sang bức tranh thứ hai ha. Rồi. Đọc lại từ bức tranh thứ nhất cho cô. One day, Charlie's in the garden with his mother. he is eating some food and his mother's reading a book. Next, there is a little elephant went to see him and then him see a little elephant and they all laugh. Rồi tiếp cô. Cô tiếp rồi. Then khoan cô bỏ lại từ đầu cô, con đã nghĩ ra một cái nữa rồi cô. Thảo ơi, cô nghĩ là con nên dành ra một vài phút để chuẩn bị đi con. Thì em nên dành ra là... Cô tiếp đi. Tiếp đi cô, tại hồi nãy con không thấy tên nhân vật con định đặt mà, tại vì con không quên là này đã có tên. Rồi, tiếp rồi. Okay, then Charlie give the elephant the banana. After that, have one là bị sai ngữ pháp rồi đó con. Có một cái gì đó không dùng have, dùng có chút gì đó. Dạ, con lộn. Nè, the car of the seekers is going to. Rước là gì cô? Rước. Thank. Hả cô? Text hey, someone đó ta. Rước. Text. Không cô. Rước chứ không phải là ghét cô. Text. Hey, elephant. And then Charlie with his mother going to the seeker to see them. To see the elephant, and the elephant is very happy today event to see it. Sao mà cô? Ngắn gọn hả cô? Thấy bức tranh thứ 5 cô chưa nghe rõ, thả giúp cô lặp lại lần nữa đi con. Bức thứ 5 cô chưa nghe rõ lắm. Là after that. Hả cô? One more time lần nữa đi con, cô chưa nghe rõ tên thứ 5 lắm. Again. After that, Charlie with his mother went to event the elephant at the circus. The elephant is very happy. Sao cô ơi? Finish. Nhưng mà hai mẹ con này đang làm gì đây? What are they doing? They are taking photo of an elephant. Rồi, nhưng mà con chưa giới thiệu cái nhân vật này nữa, cái nhân vật áo đỏ chúng này nữa. Chứ nhân vật rồi. Nhân vật áo đỏ như thế nào không? Con chưa có giới thiệu nhân vật áo đỏ đúng không? Nhân vật áo đỏ con chưa có giới thiệu. Nãy giờ chỉ mới có nhân vật voi nè, mẹ nè, và Charlie thôi, còn nhân vật áo đỏ. Nó đỏ là quần chúng rồi. Nhưng mà con cũng phải kể chứ đúng không?
Nhân vật nào xuất hiện thì mình cũng phải có giới thiệu nhân vật đó ra. Thiếu nhân vật, còn câu chuyện thì mình thiếu ra. And the man's name, and the man with a red skirt is. Cái ông đó là gì? Cái ông đó là người huấn luyện cái con voi á. Con có thể nói là cái chú là performer ha. Performer là người biểu diễn. Hả cô? Người biểu diễn đó con. Người biểu diễn chung với con voi á, mình gọi là performer. Performer sao cô? Performer là con có thể giới thiệu cái chú áo đỏ. Là người biểu diễn. Performer is very happy. Rồi, anh ấy đang làm gì đó? Đang diễn cùng với con voi, đúng không? Performer is playing with an elephant. Động từ trình diễn perform. Are taking photos of them. Rồi. Cái chữ perform là trình diễn hả? Performer là người trình diễn. Vậy thì động từ perform là trình diễn thôi. They are performing. Họ đang trình diễn ha. Rồi, ok. Rồi, tiếp theo. Answer some questions. Rồi, sau khi trả lời xong những câu hỏi là mình sẽ hoàn thành cái bài test của mình ha. The first question, when do you have holidays? I have holiday at August. No. At when? June. At June. At June. At June hay là in June? At June hay là in June? In June. In June, right. Trả lời nguyên câu cho cô. I have holiday. I have holiday in June. Right. The next question. Where do you like to go on holiday? Where? I like to go to Vũng Tàu on holiday. Right. Okay. What do you like doing on holiday? I like fishing and having a swimming. I like gì con? Cô chưa nghe rõ chữ trước chữ swimming. I like gì? I like fishing and swimming. I like fishing and swimming on holiday, đúng không? Who do you go on holiday with you? I go to holiday with my family. No, let's go to go on holiday. I go on holiday with my family. Right. The last question. Tell me about your last holiday. Tell me about your last holiday. In April, it was a funny holiday. I went to the frontier and I swimming, I skiing, and I play at that. I was very happy at that. Finish. Thiếu rồi ha. What did you do there? Con đã làm gì ở đó? Và cái kỳ nghỉ con kéo dài trong bao lâu? Hello. Thảo ơi. Kể xong rồi. Thảo ơi, con còn thiếu cái mà đi bao nhiêu ngày đó con. Con đi Vũng Tàu bao nhiêu ngày?
Cái holiday của con kéo dài trong bao lâu? Dạ. Cái holiday của Thảo kéo dài trong bao lâu? 2 days, 3 days. One month. Vậy con nói cô là my holiday. Holiday. My holiday lasted for 1 week. Đúng không? Dài kéo dài trong một tuần ha. My holiday for 1 week. Rồi, ok. Hết chưa? Dạ rồi. Hết rồi ha. Rồi, chúc mừng Thảo đã kiểm tra bài xong ha. Rồi, Thảo nhớ làm lại cái bài mà cái bài thuyết trình của con là gửi cho cô sửa ha. Cô sửa giúp con. Rồi.